Đây, đây là nấm rơm, gia đình tên làng các bạn ạ. Đang lên rất là tốt đây. Nấm này được làm rơm đóng thành bịch. Quá trình làm nó cực kỳ nghiệm, rất nhiều công đoạn lắm. Thời điểm này đang nấm này dao động nó vào khoảng 25 đến 35 kg một cân. 5 đến 35 nghìn một cân. Mập. Nếu những vị khác thì nó ra hết rồi, những vị là nấm nó ra hết rồi, lấy đi bán hết rồi, ăn hết. Nếu các bạn có điều kiện thì cũng có thể làm. Lên YouTube thì gõ là người ta có hướng dẫn cách làm nấm được tỉ mỉ. Tất nhiên tôi cũng có thể nói được, nhưng mà để tả không thì khó mà làm hết những cái hình ảnh. Ăn phần rơm. Đây, rất là ngon nha các bạn nhé. Một cây nấm này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác, biết có cái gì có gì quay lại.